tuyến đường 3.800 tỷ đồng bị chặt khúc vì vướng 1 km mặt bằng. Đường Bái Đính, Kim Sơn, Ninh Bình dài 45 km, được phê duyệt đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Sau hơn một thập kỷ thi công, dự án không thể thông tuyến vì vướng 1 km không thể giải phóng mặt bằng. Ngày 28 tháng 3 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình có quyết định 214, QĐ, UB phê duyệt dự án tuyến đường Bái Đính, Kim Sơn với tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Dự án triển khai thực hiện chính là nâng cấp đề hữu sông Hoàng Long và đề hữu sông Đáy kết hợp đường giao thông đoạn Bái Đính đi huyện Kim Sơn. Tuyến đường hàng nghìn tỷ đồng này có tổng chiều dài hơn 45 km, đi qua các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, Yên Khánh, Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình. Khi hoàn thành sẽ tạo mạng lưới giao thông kết nối từ khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, khu di tích cố đô Hoa Lư, khu du lịch sinh thái Tràng An, di tích danh lam thành phố Ninh Bình, các khu cụm công nghiệp tại huyện Yên Khánh và vùng biển huyện Kim Sơn. Theo quyết định phê duyệt, dự án khi hoàn thành sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh Ninh Bình, giúp phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Vì thế, tỉnh Ninh Bình đưa dự án vào danh mục những dự án đầu tư phát triển trọng điểm giai đoạn 2011 đến 2020. Sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã giao cho ban chuyên ngành của tỉnh làm chủ đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tiến hành khởi công thực hiện dự án vào năm 2011. Đến nay, sau 12 năm triển khai, dự án này không thể về đích vì không thể thông toàn tuyến đường. Dự án đường hàng nghìn tỷ đồng bị chặt khúc vì vướng khoảng 1 km không thể giải phóng mặt bằng. Cụ thể, tuyến đường này đã thi công hai đầu với khối lượng đạt trên 90%. Tuy nhiên, còn khoảng 1 km đoạn qua địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình không thể giải phóng mặt bằng vì vướng nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, băng tải than qua đê của nhà máy, công viên Thúy Sơn, đồng thời vướng quy hoạch đường sắt Bắc Nam. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân địa phương nhiều lần có ý kiến mong muốn dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác để tránh lãng phí số tiền hàng nghìn tỷ đồng đã bỏ ra đầu tư. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định dừng triển khai dự án để quyết toán công trình. Như vậy, tuyến đường huyết mạch với nhiều kỳ vọng để phát triển của tỉnh Ninh Bình trở thành tuyến đường cụt, gây nhiều bức xúc cho người dân về sự lãng phí trong đầu tư công tại địa phương. Được biết, ban đầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án nâng cấp đề hữu sông Hoàng Long và sông Đáy kết hợp đường giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn với mức đầu tư là 1.650 tỷ đồng. Nhưng sau đó dự án đội vốn lên 3.860 tỷ đồng. Liên quan đến dự án này, năm 2019 Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, năm 2020 đã có báo cáo Quốc hội chỉ ra rất nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động xây dựng và quản lý vốn đầu tư. Kiểm toán Nhà nước nêu rõ, công tác lựa chọn nhà thầu của dự án cho thấy còn một số hạn chế như chưa có dự toán được duyệt, dự toán một số gói thầu tư vấn tại dự án chưa được phê duyệt trước khi ban hành quyết định chỉ định thầu, nhà thầu trúng thầu không đủ năng lực theo hồ sơ yêu cầu. Bên cạnh đó, dự án thiết kế khi chưa có kết quả khảo sát về địa chất, thủy văn, đánh giá tình hình sói lở thực tế, hồ sơ khảo sát chưa chính xác khi chưa đánh giá được đầy đủ các điều kiện địa chất phải bổ sung tăng chiều sâu xử lý nền đất yếu, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục thẩm định các gói thầu xây lắp, chưa xem xét, đánh giá đầy đủ yếu tố về vốn, chưa đánh giá khả năng huy động vốn.